Thời gian gần đây ở tại bãi bồi ven biển thuộc xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau lại xuất hiện số lượng nghêu giống lớn nên đông đảo người dân đã đổ xô đến đây để khai thác. Không chỉ gây ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản mà còn gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Và việc này đang đặt ra biện pháp cần phải đẩy mạnh các biện pháp để bảo vệ rừng ven biển mà việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản ở khu vực này cũng đang đặt ra cấp bách. Đa phần người khai thác nghêu giống thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo tại địa phương. Họ dùng phương tiện máy chạy ra bãi nghêu, sau đó dùng vợt, lưới kéo rồi lọc lấy nghêu giống lẫn trong cát đem về, nuôi lại một thời gian ngắn mới đem bán cho người nuôi nghêu thương phẩm. Trung bình mỗi ngày người cào nghêu giống có thể kiếm được vài trăm ngàn đồng. Xã cũng đã thành lập các cái tổ để tuyên truyền vận động. Thì còn về cái khai thác đa số là những cái bà con là xã viên. Theo hợp tác xã tới đây 1.400 mấy xã viên. Xã thì đã cũng đã kiến nghị với huyện, thì huyện cũng đã cho chủ trương là giao cho chỗ công an huyện phối hợp với chỗ ủy ban xã là ra đó để tuyên truyền vận động bà con, đồng thời là đảm bảo an ninh trật tự trên khu vực bãi nghêu. Theo một số người dân gắn bó với nghề biển lâu năm cho biết, nghêu giống đến chu kỳ nếu không khai thác cũng không thể tiếp tục sinh trưởng và phát triển tại chỗ mà phải đưa đến nơi khác thả nuôi thì mới phát triển. Tuy nhiên, vấn đề này chưa có cơ sở khoa học chứng minh. Đến nay, tỉnh Cà Mau cũng như huyện Ngọc Hiển đều không có chủ trương cho khai thác nghêu giống tự nhiên. Tập trung chỉ đạo cho huyện Ngọc Hiển, các sở ngành có liên quan rà soát lại cái phương án quản lý khai thác cái khu vực này theo cái hướng làm sao đó là huy động được cái sự tham gia của các cái thành phần vào đây. Để rồi đó là trên cơ sở đó để hỗ trợ cho người dân, đặc biệt là người dân nghèo. Cách đây vài năm, bãi nghêu Đất Mũi cũng đã một lần chịu sự tàn phá nặng nề bởi chính những người dân địa phương. Hậu quả của việc này là nguồn nghêu giống đã không còn xuất hiện trong một thời gian dài. Để chấm dứt tình trạng khai thác nghêu giống tràn lan trái phép, đòi hỏi ngành chức năng và chính quyền địa phương phải có những giải pháp căn cơ, thiết thực và hiệu quả hơn trong việc đảm bảo sinh kế cho người dân nghèo.